Anh ơi, anh lấy giùm em xong kiếm màu đen được không? Ủa gì trời, em bận học mà em không cho chơi game. Ủa vậy lấy xong kiếm màu đen chi? Ờ đúng thiệt, em nó chưa có cái cây kiếm nào hết. Kiểm tra thì được 30 con boss bí ẩn rồi. Bây giờ mình chạy qua mình lấy cái cây kiếm Yama trước nha mọi người. Trước tiên là phải dọn mấy con boss này đi đã. Rút lên được không? Được không? Được không? Được. Quá đẳng cấp anh em ạ. Xin phép là mình sẽ ăn trái Phật tổ để thay thế cho trái báo, còn trái báo mình sẽ tặng lại cho bạn một trái vĩnh viễn khác nha. Còn đây là hành trình đi thắp đuốc, chúng ta thắp 5 chỗ nha. Thắp xong 5 chỗ rồi chúng ta làm gì? Vô đánh cái con boss lượm cái kiếm cuối cùng Tushita, còn ghép nó lên thì em chào phần sau nha.